Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông đã để lại hậu quả vô cùng lớn, tổn thất do nó gây ra trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình, người thân và xã hội. Riêng thành phố Vĩnh Long, mỗi năm có từ 20 đến 25 người tử vong do tai nạn giao thông, khiến cho hàng chục gia đình tan nát, hàng trăm người nhà đau đớn, ám ảnh tinh thần khi mất đi người thân. Cùng với Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Long, chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Lam Trường. Mẹ của em làm nghề bán vé số và đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông mới đây. Theo hồ sơ của công an, thì khi đi bán vé số, chị bị một thanh niên say rượu lái xe chạy cùng chiều tông vào, làm chị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Chị ra đi, để lại đứa con ở tuổi 15 không nơi nương tựa, do người cha đã bỏ đi từ lúc lên năm. Từ khi mẹ mất thì em phải tự lo. Cha của em thì bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Giờ mẹ mất em rất là buồn mà cũng không biết làm gì. Với người đàn ông này, tai nạn giao thông cách đây không lâu đã làm anh bị chấn thương sọ não và phải nằm một chỗ. Do kinh tế khó khăn, anh phải chạy xe ôm nuôi vợ và con. Trong một lần chở khách, khi chuyển hướng sang trái đường, thì bị xe mô tô vượt không an toàn va chạm vào. Anh bị chấn thương sọ não. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai người vợ, vừa lo tiền chạy chữa thuốc thang cho anh, vừa lo cho đứa con nhỏ bằng đồng lương công nhân ít ỏi của mình. Trước đây anh có chạy xe cũng có phụ giúp vợ chồng phụ giúp với nhau, giờ anh bị tai nạn vậy rồi giờ không có lo gì được, rồi giờ phải mình em làm người lo cho đứa nhỏ rồi nữa, rồi thêm hoàn lo cho ảnh nữa. Tình cảnh của tôi mong mọi người chạy xe cố giữ gìn cẩn thận, tôi mong đúng bị kiểu vậy quá khổ. Giờ ngồi dậy không được, ăn uống cũng xong, ngồi dậy ngồi đi đứng cũng không khó khăn. Mong bà con cô bác chạy xe hay cẩn thận, nhớ chạy chậm. Thống kê của Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Long, riêng trong năm qua thành phố xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 28 người, bị thương 65 người. So với năm trước đó, tuy số vụ và số người bị thương giảm, nhưng số người chết tăng 2 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phố Vĩnh Long thì có rất là nhiều nguyên nhân. Đặc biệt thì có một số nguyên nhân chủ yếu là đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, không chú ý quan sát, sử dụng nồng độ cồn vượt quá quy định. Hậu quả từ cái vụ tai nạn để lại là thương tích cho những người bị nạn, chết người, gánh nặng cho gia đình và xã hội. Để giảm thiểu gánh nặng từ tai nạn giao thông, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát của ngành chức năng, thì mỗi người khi tham gia giao thông cần chấp hành đúng luật. Đừng vì nhanh một phút, vui quá đà mà mất đi cả đời, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội, làm tổn thất tinh thần đối với người thân của chính mình.